tới sân bay gần nhất dự định là 1:40. Xin cảm ơn và kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Vietnam Airlines, members of Taipei Airlines, Captain Hoàng Tấn Sơn, Sơn Sơn và những người này ông không may mắn. We would like to welcome you all on board 747-200. Flight number VN1133 from Hanoi to Ho Chi Minh City. The flight time to Sơn Sơn International Airport is 1:40. Thank you and enjoy the flight. Cabin 2, check cabin 2, let's check out.